Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Liễu Hương. Dạ, con kính thưa sư, có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó thể thỏa mãn mộng giang hồ mà vẫn nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ. Người tu như vậy có sai phạm không ạ? Cái hạnh của người xuất gia ấy, thì có nhiều nhiều cái cách tu lắm, nhiều con đường, nhiều phương pháp tu tập. Thì một cái vị đấy có thể là ở trong một cái chú xứ nào đấy phù hợp, như Đức Phật nói là ở cái chú xứ nào đấy phù hợp thì vị ấy nên ở cái chú xứ đấy mà thực hành cho nó trọn vẹn. Nhưng mà có những người mà ở cái chú xứ nào nó không phù hợp thì vị ấy có thể đi đến một cái chú xứ khác, tìm đến một cái chú xứ khác. Với cái mục đích đó là thứ nhất để cho mình khỏi tham ái với một cái chú xứ. Ở một chú xứ nâu thì nó sẽ tích lũy rất là nhiều cái đồ đạc, mình có thể sinh ra cái tình cảm lưu luyến đối với những người ở xung quanh đó, hoặc là lưu luyến đối với cái hoàn cảnh môi trường đó. Cho nên có những người, người ta chọn cái phương pháp đó là du tăng, nay đây mai đó mỗi nơi ở 4 tháng, để cho vị đó khỏi chấp trước vào một cái chú xứ. Thì đấy cũng là một cái hạnh của một cái người tu, thì đấy cũng là một cái pháp Đức Phật vẫn cho phép cái điều đó. Chứ còn nếu như mà vị đó đi du hành mà không có mục đích, như là nếu như một cái người người ta thành tựu về cái con đường giải thoát giác ngộ rồi, người ta có thể đi du hành với cái mục đích tế độ, đi để thuyết pháp, đi để gieo cái niềm tin, đi để giảng dạy về pháp học pháp hành, để mở rộng cái giáo pháp của Đức Phật, như là vị ấy đi để truyền bá đạo pháp, quảng dương Phật pháp, thì những cái pháp đó là đúng. Còn nếu như mà vị đó chỉ đi để thỏa mãn cái mộng giang hồ, tức là thích sống ngao du thiên hạ nay đây mai đó, thọ nhận sự cung kính cúng dường, đi vì cái phóng dật, đi vì cái lòng ham chơi, để biết đây biết đó như cái người đi du lịch ấy, thì cái đi đấy thì không có mang lại lợi ích gì. Cái đi đấy là không có thực hành đúng sa môn pháp, đi như vậy thì chỉ tăng thêm cái phiền não phóng dật, tăng thêm những cái ô nhiễm những cái pháp thế tục. Thì cái này mình không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài mà mình phán xét được một cái vị sống cái hạnh như vậy là chánh hay tà, là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Thôi thì mình cứ muốn biết là chính xác là cái vị đấy đi như thế vì mục đích gì, vì lợi ích gì, thì mình cần phải hỏi cái vị đó là thưa sư, là sư đi như thế vì cái mục đích gì, vì lợi ích gì, tại sao cứ sống ngay đây mai đó đi lang thang như vậy, xong ở một chỗ để hành trì cho nó thành tựu sa môn pháp mà lại cứ đi mông lung như thế, thì có mang lại cái lợi ích gì không, thì vị đó nói như thế nào thì mình mới hiểu được cái mục đích của vị đó đi như thế là để làm gì. Còn mình không nên phán xét theo cái tư tưởng của mình, nhìn người ta như vậy, mình cho người ta là xấu, nhưng mà có thể là người ta đi với mục đích tốt thì sao? Nên là thôi, không nên phán xét người khác, hãy tôn trọng mọi người. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc tiếp câu hỏi của hành giả Liễu Hương ạ. Dạ, con kính thưa sư, có người nói rằng hiện nay nhiều người xuất gia vì thấy giới tu sĩ được sống hưởng thụ, không phải làm việc mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp, sống thoải mái, tiện nghi đầy đủ của cải vật chất, nên có một số người nghèo đói thất nghiệp hoặc làm ăn vất vả cực nhọc, hay là xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, trốn tránh trách nhiệm của người chồng, người cha hay người con, nên muốn vào chùa tu cho sướng thân. Thực trạng nêu trên có đúng với thực tế không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mỗi người đến với cái con đường tu bằng những cái lý do khác nhau, bằng những cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng nếu như một cái người chân chánh xuất gia tu tập ấy, là vì cái niềm tin rằng cái con đường tu tập này là đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến đoạn trừ những cái phiền não, với cái mục đích như vậy mà đi xuất gia thì chân chánh. Còn nếu như mà có những người nghĩ rằng là thấy có những người được hưởng thụ những cái vật chất vật dụng ấy mà đi xuất gia rồi cũng bắt chước đi theo ấy, thì đảm bảo rằng cái người đấy sẽ không trú ở trong giáo pháp được bao lâu, rồi chỉ một thời gian rất là ngắn, vị ấy sẽ thấy rằng là cái con đường tu tập nó không dễ dàng như vị ấy nghĩ. Thì, khi vào tu tập rồi thì vị ấy sẽ cần phải được giáo dục giáo hóa, cần phải có một cái lối sống rất là nghiêm khắc nghiêm chỉnh,
thực hành những cái giới luật và thực hành những cái pháp môn tu tập miên mật ngày tháng năm. Và nếu như một cái người không có cái tâm tu, vị ấy không thể an trú ở trong cái môi trường tu đấy được, vị ấy sẽ bị bật ra ngoài ngay tức thì. Có thể là nhìn ở bên ngoài thì vị đấy nghĩ như thế thôi, nhưng thực tế vào bên trong thì mới biết được nó là vị ấy tu như thế nào. Ngay cả thời Đức Phật cũng thế. Thời đầu thì cái sự tu tập rất là nghiêm khắc, khắc khổ. Và những người đi tu đều là những người chân chánh xuất gia, đều dễ dàng chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà trải qua nhiều năm, cái danh tiếng của Đức Phật và tăng chúng đã rất là mạnh mẽ và có rất là nhiều người cung kính cúng dường. Cái đời sống vật dụng trở nên sung túc, sung mãn hơn. Và cũng có những người nhìn thấy cái đời sống xuất gia an nhàn tự tại, có đầy đủ vật chất như thế, vì cái mục đích muốn được hưởng thụ như vậy cho nên đi xuất gia. Vẫn có những người xuất gia như vậy, nhưng khi đi xuất gia rồi chỉ một thời gian rất ngắn là họ cũng không chịu được. Họ tưởng là vào tu sướng lắm, nhưng rất là cực khổ vì bị gò bó ở trong những cái môi trường tu tập thân tâm giới định tuệ như vậy. Và những cái người không chân chánh tu tập ấy vào đạo thì họ sẽ chán ngay tức thì, được một thời gian ngắn là họ không thể chịu được cái đời sống tu tập đấy, và họ sẽ trở lại, họ sẽ buông bỏ cái đời sống đó và trở lại hoàn tục rất là sớm. Còn những ai có thể duy trì được cái đời sống tu tập đấy thì người đó phải là có niềm tin, người đấy phải có cái ước nguyện cao thượng thì mới có thể an trú lâu ngày ở trong giáo pháp, ở trong chánh pháp được. Thì cứ để rồi thời gian thì mới hiểu được lòng người, tức là không thể nhìn nhận được một cái người trong một cái khoảng thời gian ngắn được, trong một cái thời gian dài. Nếu như cái vị đó tu tập có cái sự tiến bộ, hoan hỷ chấp nhận những cái giáo pháp, những cái pháp học pháp hành ấy, thì biết rằng cái vị ấy là cái người có cái duyên có thể tu tập và có thể đạt được cái mục đích thực hành sa môn pháp của mình. Còn một cái thời gian nào đó vị ấy không thể chịu được cái đời sống gò bó này thì vị ấy sẽ tự buông bỏ cái đời sống tu tập và trở lại cái đời sống hưởng thụ cái ngũ dục như thế gian ngay. Chứ mình không nên suy đoán, không nên suy luận, không nên suy nghĩ, hay là không nên nghĩ xấu về cái người khác tu là vì người ta vì cái mục đích lợi dưỡng hay là vì cái mục đích giải thoát. Mình nhìn bên ngoài, mình không thể biết được cái tâm lý ý thức của người ta, nên là mình không nên phán xét một cách tùy tiện, có thể sẽ mắc cái khẩu nghiệp. Nếu như là mình nghĩ xấu về một cái người chân chánh tu tập, có thể mình sẽ là một cái người đang phỉ báng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và cái tội đấy có thể làm cái chướng duyên cho cái con đường tu đạo của mình ở trong tương lai. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Hoa. Dạ con thưa sư, con xin thêm một ý về việc người chăn bò vắt kiệt sữa con bò trong bài Đại Kinh Người Chăn Bò. Bò cho sữa là những con bò đang nuôi bê con, nếu vắt kiệt sữa thì bê con không còn gì phải không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vắt kiệt sữa ở trong cái bài kinh mà Đức Phật nói rằng là một cái vị sa môn vào trong làng, một cái vị như thì tức là một cái vị ấy sống bằng cái đời sống khất thực thì không nên đòi hỏi quá nhiều bởi những cái người tín đồ cúng dường. Người mà có cái sự đòi hỏi giống như cái người chăn bò vắt kiệt sữa. Vắt kiệt sữa ở đây có nghĩa là sẽ làm cho cái con bò đấy nó bị đau khổ và nó bị mất hết sữa, và lần sau nó không còn sữa để vắt nữa. Thì muốn nói là như vậy, giống như là một cái người mà mình đòi hỏi những người thí chủ cúng dường quá nhiều, rồi người ta đi đến khánh kiệt tài sản. Khánh kiệt mất tài sản rồi, lần sau mình đến khất thực xin người ta không còn gì để cho nữa, cuối cùng người ta cũng chết đói rồi mình cũng bị đói theo. Mình muốn nói là những vị sa môn cần phải sống thiểu dục chi túc, chỉ sử dụng những cái vật dụng vừa đủ cái mức sử dụng của mình thôi, chứ đừng có đòi hỏi nhiều. Như người chăn bò vắt sữa, đừng có vắt kiệt
chữa là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Minh ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Kính bạch sư, con tìm hiểu về hiền kiếp này có 4 điểm gồm: 1. Chỗ cội Bồ đoàn mà Đức Phật ngồi thành Phật. 2. Vườn lai ở Sana Varanasi nơi Đức Phật thuyết pháp. 3. Trong đại tự kỳ viên có chỗ kê giường ngủ của ngài. 4. Cổng thành San Kasa nơi Đức Phật ngự xuống sau khi thuyết Abhidhamma là những địa điểm bất di bất dịch, không thay đổi mà bốn vị Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu La Hàm Mâu Ly, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca đã sử dụng và vị Phật tương lai Đức Phật Di Lặc cũng sẽ như vậy đúng không ạ? Ngoài ra, xin sư chỉ dạy thêm về bốn lần này cho chúng con được biết thêm ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Bốn cái nơi đấy nó có cái sự trùng hợp như thế, đó là trong kinh Đức Phật cũng có có thừa nhận có những cái nơi địa điểm mà cùng một cái nơi đấy các vị Phật quá khứ cũng đã từng thọ từng 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 đã từng thực hành pháp của mình ở đó, và những cái vị Phật sau cũng sẽ nạp lại và cũng sẽ thực hành pháp ở nơi đó, thì cái điều đó là có thật. Mà thì cái này là trong giáo pháp của các vị Phật nó có những cái sự trùng hợp, có những cái sự ngẫu nhiên như vậy, đó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Chuyện đó muốn tìm hiểu thì mình tìm hiểu ở trong 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 kinh, trong chú giải thì sẽ hiểu nhiều hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân. Con kính đảnh lễ sư ạ, kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Kính bạch sư, ngoài thời khóa thiền hơi thở, trong đời sống hàng ngày, con có thể quan sát các oai nghi, sự thay đổi trong tâm được không ạ? Ngoài thiền hơi thở trong cuộc sống hàng ngày, mình có thể thực hành tất cả những cái pháp khác đều có thể thực hành được nhiều pháp khác, như là quan sát oai nghi cũng tốt. Nhưng mà mình nhận biết được từng cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình thì nó cũng tăng cường cái chánh niệm tỉnh giác lên. Và khi mình giữ gìn những cái oai nghi như vậy thì thân tâm nó cũng có được cái sự thu thúc làm cho những cái giới hạnh của mình nó trở nên thanh tịnh được. Điều đó cũng tốt. Còn quan sát những cái sự thay đổi ở trong tâm thì tâm của mình thì mình cũng nên quan sát để biết khi có tham mình phải biết nó có tham, và nếu như cái tâm có tham mình phải diệt trừ nó, chế ngự và buông xả nó. Khi có sân những bận mình phải biết đó là sân hận. Và cũng biết cách đối trị nó. Khi có si, có tà kiến, ngã mạn như thế thì cũng nên biết, mình luôn luôn nhận biết tâm của mình và phải biết thay đổi cái tâm bất thiện đấy, và biết cách để khởi lên những cái tâm thiện, và luôn luôn giữ chánh niệm tỉnh giác để cho được an trú ở trong những cái tâm thiện đó, để cho những cái tâm thiện càng tâm bất thiện càng ngày nó sẽ càng suy yếu đi. Nên có nghĩa rằng mình có thể duy trì nhiều cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác chứ không phải là chỉ có hơi thở. Và khi thực hành thiền thì mình chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, còn cái lúc xả thiền ra mình có thể chánh niệm tỉnh giác trên những pháp môn khác đều được, đều những cái pháp ấy sẽ hỗ trợ cho cái pháp thiền hơi thở của mình càng ngày nó sẽ càng thâm sâu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin vào câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, nếu thiền ở ngoài trời, con nên làm thế nào để nhận biết được hơi thở ạ? Thiền ở ngoài trời cũng giống như thiền ở trong nhà thôi, không có gì là khác cả. Mình vẫn cảm nhận được hơi thở ở điểm xúc chạm, ở hai bên cánh mũi hoặc cái da trước cửa mũi, hơi thở đi vào đi ra nhận biết. Với cái sự thực hành mà đã lâu ngày nó thuần thục rồi, thì mình chỉ cần hướng tâm đến hơi thở là mình sẽ cảm nhận được hơi thở rất là dễ dàng, không có khó khăn. Thì bất cứ ở chỗ nào, ở đâu mà nó có cái không gian yên tĩnh, môi trường phù hợp thì mình đều có thể thực hành được hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Bạch sư, kính xin sư chỉ dạy cho con cách xả thiền đúng cách ạ. Xả thiền ở đây nó rất là đơn giản, sau này người ta mới vẽ vời ra những cái pháp này pháp khác trong cái sự xả thiền. Chứ ở đây xả thiền là khi nào cái tâm của mình rời khỏi cái đề mục thiền là xả thiền. Khi mình đang ngồi thiền, mình hướng tâm về hơi thở, về cái pháp thiền của mình, thì lúc đấy được gọi là mình hành thiền hay là nhập thiền. Còn hay là mình vào các tầng thiền,
thì cũng gọi là nhập thiền, hay là lúc đấy mình bắt đầu chánh niệm nhận biết cái hơi thở vào ra, hay là một cái đề mục nào đó, thì lúc đấy là bắt đầu hành thiền. Còn đến khi xả thiền, mình chỉ cần khởi lên một cái ý nghĩ là ta sẽ không hành thiền nữa, rời tâm khỏi cái đề mục thiền, cái là xả thiền. Thì lúc đấy mình rời tâm khỏi hơi thở, cái là mình đã xả thiền rồi. Mình mở mắt ra rồi, lúc đấy nếu như mình đau chân thì mình xoa bóp chân cho nó khỏi đau nhức, rồi để mình đứng lên mình đi lại cho nó thoải mái thôi, chứ không có một cái phương pháp nào nói rằng mình cần phải xả thiền theo cách này theo cách kia. Cách này cách kia là do những cái vị thầy sau này vẽ vời thêm vào cho nó phong phú thôi, còn cứ mở mắt ra đứng lên đi lại là đã xả thiền rồi. Còn tùy theo cái kinh nghiệm của mình muốn thực hành xả thiền như thế nào cũng được. Nhưng mình cần hiểu rằng là khi tâm mình rời khỏi đề mục thiền là xả thiền, thì cần hiểu như thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Huệ Thượng Ân. Kính bạch sư, trong một cơ quan, cả nhân viên bán thời gian và toàn thời gian đều ký hợp đồng làm việc. Nếu cơ quan ấy không kê khai thuế cho nhân viên làm bán thời gian mà chỉ kê khai thuế cho nhân viên toàn thời gian, nhưng nhân viên bán thời gian ấy biết được điều đó thì đồng lương mà nhân viên bán thời gian đó nhận được là tà mạng đúng không ạ? Nếu nhân viên đó chuyển sang làm toàn thời gian thì còn mắc tội tà mạng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nhưng cái này là cái quy định do con người đặt ra. Cái này cũng có xếp vào tà mạng hay không tà mạng. Cái này nó còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái ý nghĩa, cái công việc, cái tâm của mỗi người, cái việc làm khác nhau. Tà mạng chỉ khởi lên khi mà cái vị đó nuôi mạng sống của mình bằng những cái sự phi pháp. Nếu như vị đó có cái suy nghĩ hay là có cái sự cố tình cố ý như là lấy trộm cắp tài sản của người khác, khi mà khởi lên cái ý nghĩ như vậy và vị đó đã thực hành mà bằng cái cách đó là lấy tài sản của người khác để nuôi sống thân mình, thì lúc đấy có thể được coi là tà mạng. Tà mạng là khi mình nuôi mạng sống của mình một cách không chân chánh. Tà mạng là khi mình làm một cái việc gian gian dối, khi mình làm một cái việc có không đem lại cái lợi ích cho người khác nhưng mà mình lại thâu lại cái lợi ích cho mình, thì đó mới là tà mạng. Những cái người xem ngày giờ tốt xấu ấy, xem bói xem toán ấy, rồi người lấy tiền công tiền giấc ấy thì mới được cũng là tà mạng. Còn cái người đi làm thì nó có cái sự hợp đồng giữa cái người chủ với cái người làm đó. Cho nên là cái này mình không ở trong đó, mình không biết được những cái sự giao kết hợp đồng như thế nào. Nó cứ làm đúng chân chánh, hai bên có cái sự đồng tình đồng lòng với nhau, thì đó là thì cái mình làm đúng với cái phận sự của mình thì đó là chân chánh. Khi mà mình cố tình làm sai cái phận sự của mình đi thì nó mới là tà. Tức là mình phải cố tình cố ý làm sai trái, thâu đoạt cái lợi ích cho mình, làm cái hại cho người khác vì cái lợi ích của mình, thì lúc đấy là tà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ, con kính bạch sư, sư hoan hỷ cho con hỏi. Có nhiều người bài xích A-la-hán không bằng Bồ-Tát vì không nghĩ đến chúng sanh, tinh thần đại thừa mà ở một buổi giảng nào đó con đã nghe mà không nhớ chi tiết. Hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Thật, của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, một người là chuyên độ chúng sinh vào tầng thứ nhất, còn một người là chuyên độ chúng sinh đạt lên tầng thứ ba. Con mong sư xác nhận lại việc này giúp con ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Chúng sinh đến tầng thứ nhất, tầng thứ ba thì không có chuyện đấy nhá, chỉ có độ chúng sinh thôi, đi đến giải thoát giác ngộ thì không có tầng nào ở trong đấy cả. Còn một vị A-la-hán với một vị Bồ-Tát thì thực sự ra một vị khi mà chứng A-la-hán, vị ấy cũng đã từng thực hành Bồ-Tát đã, chứ không phải là vị ấy tự nhiên mà thành được A-la-hán nếu như vị ấy chưa có trải qua cái quá trình Bồ-Tát. Nhưng chẳng qua là cái mức độ thực hành Bồ-Tát khác nhau, như là Bồ-Tát chánh đẳng giác. Khi mà thực hành Bồ-Tát để trở thành một vị A-la-hán chánh đẳng giác thì cái thời gian
cái công phu thành Bồ Tát đấy nó nhiều hơn, nó lâu hơn, nó thâm sâu hơn và phải tạo công đức nhiều hơn thôi. Thì đó là vị ấy muốn trở thành một vị A-la-hán chánh đẳng giác, vị ấy phải tu Bồ Tát trong 4 a-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn một vị A-la-hán độc giác thì thì thực hành Bồ Tát đấy bằng một nửa thời gian, 2 a-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Còn một vị A-la-hán thượng thủ như Ngài Tán Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng hành Bồ Tát đạo trong 1 a-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Vậy không hành Bồ Tát đạo đâu thành A-la-hán được. Một vị như Ngài An Nan, Ngài Tán Lợi, Ngài Cáp-sa-pa, các cái bậc đại đệ tử cũng thực hành Bồ Tát đạo trong 100.000 đại kiếp. Như vậy các ngài cũng thực hành Bồ Tát đạo rồi các ngài mới thành A-la-hán mà. Rồi các vị A-la-hán khác cũng vậy, cũng đã có những cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo. Vì cái mức độ của các cái vị Bồ Tát hướng đến, cái tâm nguyện, cái mong cầu, cái mục đích hướng đến nó có khác nhau, cho nên thành tựu những cái đạo quả cao thấp có khác nhau. Có những cái vị thành Phật rồi đem cái trí tuệ của một vị Phật đó độ sinh, thì bởi vì cái thời gian thực hành Bồ Tát đạo lâu cho nên gieo duyên với chúng sinh nhiều, cho nên cái việc cái phận sự tế độ chúng sinh nhiều. Có những cái vị thực hành cái Bồ Tát đạo trong một thời gian ngắn thì cái sự hóa duyên với chúng sinh ít hơn, và khi thành Bồ Tát rồi, khi thành A-la-hán rồi, các vị ấy có cái phận sự tế độ chúng sinh nó ít hơn thôi. Nó chỉ có cái sự khác nhau như vậy thôi. Vậy thì một vị trước khi thành A-la-hán, vị ấy đã hành Bồ Tát đạo rồi mà. Vậy cái vị còn đang hành Bồ Tát đạo là cái vị đấy sẽ thành A-la-hán ở tương lai. Còn cái vị A-la-hán ở hiện tại là vị ấy đã hành Bồ Tát đạo trong quá khứ rồi. Nên là cả hai đều tốt, như một người cả hai đi trên một con đường đó. Người đi trước thì đến trước, người đi sau đến sau. A-la-hán là người đã đi trên con đường Bồ Tát đạo rồi cho nên đến đích rồi. Còn Bồ Tát là người đang đi trên con đường Bồ Tát đạo ấy cũng sẽ đến đích sau mà thôi. Nhưng mà dù sao thì cái người đi sau phải kính trọng người đi trước. Một vị Bồ Tát có gặp một vị A-la-hán, vị ấy và ấy sẽ tôn trọng cái vị A-la-hán đó, vì đó là một bậc thánh nhân xuất thế đã thành tựu. Còn vị Bồ Tát là cái người đang trên cái con đường đi đến thành tựu đó. Không có cái chuyện mà các bậc hiền trí ấy lại coi thường nhau, chỉ có cái sự các vị ấy tôn kính nhau thôi, chứ không có cái sự hơn thua. Hơn thua chẳng qua chỉ là cái sự nhìn nhận của người đời, lấy cái lòng phàm phu mà suy xét cái tâm của các bậc thánh nhân, tức là lấy cái lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử đó. Mình không phải là bậc thánh, không phải là các bậc hiền trí đấy, mình không nên nhận định bừa bãi, không nên so sánh như vậy, mà nên cung kính tất cả các vị ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi cơ thể mình bị ốm đau, có các cảm thọ khốc liệt, thì lúc đó mình nên tác ý hướng tâm đến điều gì để giảm bớt sự đau khổ ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thân bị những cảm thọ khổ đau khốc liệt ấy thì mình mà có một cái pháp, mình có thể chú vào bất cứ một cái pháp môn nào nó cũng có thể giảm được. Nếu như hàng ngày mình thực hành một cái pháp nào thâm sâu mạnh mẽ nhất thì giờ mình an chú vào cái pháp đấy. Người thực hành thiền hơi thở thì cái lúc khổ đau an chú trên hơi thở, cái sự hỷ lạc khinh an ở hơi thở ấy nó sẽ chế ngự cái cảm giác đau khổ này đi. Nếu như cái người đấy hàng ngày mình hành thiền tâm từ hay niệm ân Đức Phật thì bây giờ mình cũng chú vào cái pháp thiền mà mình thâm sâu nhất đó. Người nào mà thực hành những cái pháp quán ba hai thì trược, hay là quán những cái cảm thọ, hay là không phải của tôi, không phải là tôi, không phải của tự ngã của tôi, mình có thể thực hành một cái pháp nào mà nó sinh ra cái hỷ lạc cao nhất thì nó sẽ chế ngự cái cảm thọ đấy tốt nhất. Thế thì hàng ngày cứ thực hành một cái pháp nào cho thâm sâu đi, lúc khổ đau hãy thực hành cái pháp đấy đầu tiên, thì cái pháp mà mình thực hành thâm sâu đấy nó sẽ xoa dịu cái khổ đau của mình tốt nhất. Nên là hàng ngày mình phải thực hành, chứ đừng để đến lúc khổ đau này mới thực hành không kịp, mà cả những lúc chưa khổ đau ấy phải thực hành cho nó có một cái pháp để mình nương tựa, cả cái lúc khổ đau, cả những lúc không khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con làm xong một phước thiện, thì con nên phát nguyện thầm trong tâm hay nói thành tiếng ạ? Khi nào mà phước thiện ấy nó tùy theo nơi, có những cái lúc mình nên phát nguyện thành tiếng, có những lúc nên nguyện thầm ở trong tâm.
nhưng cái gì mà nó phát nguyện ra thành lời ấy, thì nó mạnh mẽ hơn. Mình có thể phát nguyện ra thành lời trong cái lúc mình làm đấy. Ví dụ như là khi mà mình cúng dường đến một cái vị sa môn nào đấy, mình có thể phát nguyện ngay trước mặt vị đó, mình có thể nói nên thành lời. Khi mình cúng dường Đức Phật vậy, mình có thể phát nguyện và mình nói nên thành lời cũng được. Nhưng cũng có những cái lúc mà vì cái lòng tế nhị mình không muốn người khác biết cái ước nguyện của mình, cho nên mình thì thầm ở trong tâm, thì điều đó cũng được. Vậy thì cái việc mình ước nguyện ở trong tâm hay nói ra thành lời nó cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là cái tâm của mình nó có được cái ấn tượng, có được cái hoan hỷ sung mãn về cái việc làm đó, thì cái việc làm đấy nó sẽ đem lại cái công đức lớn. Còn nếu cái tâm của mình nó coi cái việc làm đấy tầm thường hời hợt thì cái công đức nó yếu. Còn cái tâm của mình nó hoan hỷ mạnh mẽ thì cái công đức đó nó mạnh. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Mạnh ạ. Dạ con thưa sư, con hồi hướng phước cho người đã mất tại nơi con đã làm phước thiện, hay sau khi làm phước thiện, con đến nhà cũ, ngôi mộ của người đã khuất để hồi hướng thì tốt hơn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mình nên hồi hướng ngay trong cái lúc làm đấy là tốt nhất, là hồi hướng ngay 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 cái lúc bắt đầu làm xong. Nhưng mình cũng có thể làm xong rồi hồi hướng vẫn được, làm xong rồi hồi hướng vẫn được. Còn mình cứ nghĩ rằng cái người chết đấy nó còn ở cái mộ ấy thì cũng chưa chắc, chưa chắc người chết người ta ở cái mộ làm gì, cái xác thối làm cái gì mà người ta phải ở đó. Nên là nếu như cái người chết đó có thể người ta đã đi đầu thai về một cái kiếp sống nào đó rồi, một cái cõi sống khác nhau rồi, trừ trường hợp người ta sinh làm ngã quỷ, thì ngã quỷ ấy cũng chưa chắc người ta đã sống ở cái mộ đấy. Có thể người ta ở nhà hoặc đi theo mình, lúc mình làm phước người ta biết liền, người ta hoan hỉ ngay. Nên là cứ hồi hướng ngay tức thì, và đừng nghĩ rằng là cái người chết người ta nằm ở cái mộ đó, chỉ có cái xác chết nằm đấy thôi, còn cái người ta đi tái sinh về đâu rồi thì mình không biết được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Meta. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, người Phật tử có thể hát những bài hát như một phương pháp thực tập chánh niệm không ạ? Các bài hát của làng Mai, khi hát đặt tâm vào lời hát, vậy có chánh niệm và có phát triển chánh niệm không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Hát nó là một cái pháp mà Đức Phật cấm, Đức Phật hoàn toàn cấm. Nếu như một cái người Phật tử giữ tám giới, bát quan trai giới, thì Đức Phật không cho xem múa hát thổi kèn đờn, nghe múa hát nghe đờn kèn. Thì cái giới đấy là giới thứ bảy, cấm đàn ca múa hát, vậy tuyệt đối không được hát. Ngay cả những cái bài kinh mình tụng mình cũng không ngân nga giống như người hát. Một cái người mà tụng kinh ngân nga giống như những cái điệu nhạc là cái người đấy cũng phạm giới. Và cái mà nó làm cho cái điệu hát ấy, nó làm cho cái tâm của cái người đó bị phóng dật. Cái điệu hát nó làm cho cái tâm du dương. Thứ nhất là nếu như mình hát hay, mình sẽ tham ái với cái điệu hát đó. Nếu như mình nghe người khác hát hay, mình sẽ tham ái với cái điệu hát đó. Nên tại sao mình sẽ thấy là các ca sĩ người ta được rất nhiều người yêu quý, mến mộ, có nhiều những fan hâm mộ, là bởi vì người ta tham ái với cái giọng ca ngọt ngào đó, người ta tham ái dính mắc với những cái giọng ca ngọt ngào đó, cho nên là những cái người hát ca ca hát đấy, người ta sẽ sống chạy theo ngũ dục tham dục rất là ca, và cái người tu là để diệt trừ những cái tham dục đó, cho nên tuyệt đối không hát, đã hát hò dưới bất cứ một cái hình thức gì thì cái tâm nó cũng phóng đãng, cái tâm nó cũng phóng dật, và nó không định tĩnh được. Nhất là đối với một cái người thực hành thiền thì tuyệt đối không bao giờ được hát hò. Ngay cả những người mà cố gắng luyện cho cái giọng tụng kinh của mình nó hay, nó cũng làm chướng ngại cho cái con đường hành thiền. Người đấy tụng kinh một cách rất là chân chất, bình thường, nhưng không cần ngân nga, còn nói gì đến chuyện phải chế ra các cái bài hát để làm gì. Còn chánh niệm là chánh niệm ở trong tâm, chứ không phải chánh niệm trên cái lời nói đó. Còn nếu như mình thích chánh niệm thì mình học mấy cái bài kinh Pháp Cú, hoặc là những cái bài kinh rồi mình cứ ôn lại những cái bài kinh đấy, thì đấy nó chỉ là văn tuệ thôi. Còn mình tu tập là mình chánh niệm trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, trên những cái pháp thiền chỉ quán, đấy mới là chánh niệm. Và cái chánh niệm này nó đi đến ly tham, nó đi đến đoạn trừ những phiền não, đi đến giác ngộ giải thoát. Thì mình hãy áp dụng những cái pháp chánh niệm, đó là những cái pháp thực hành thiền, chứ không áp dụng cái chánh niệm trên những cái câu hát hò. Điều đó không đúng pháp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Học ạ.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, làm thế nào để hạn chế tình trạng nước miếng cứ tiết ra liên tục trong lúc hành thiền ạ? Mặc dù con đã đưa lưỡi lên trên cũng như là không quá cúi đầu nhưng vẫn bị tiết nước miếng liên tục ạ. Con tri ân công đức của sư ạ. Cái này là do tâm lý của mình nó có một cái gì đó nó không tự nhiên. À, khi mà mình ngồi thiền mình có một cái tâm lý bị ức chế, nó không thoải mái. Có thể là vì cái không gian ngồi thiền của mình nó không được thoải mái, hoặc là xung quanh mình có cái gì đó nó gượng ép, hoặc là do tâm lý của mình có cái gì đó gượng ép, thì nó mới, cái này là do cái tâm lý bị ức chế. Nên là phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình có cái tâm lý ức chế này. Có thể là có những người do mình ngồi gần những người xung quanh và mình cứ có cái cảm giác là bị ức chế bởi cái người xung những người xung quanh này. Có thể là mình cảm thấy như là cái tâm lý đó nó giống như là một cái tâm lý bất an. Mình luôn luôn cảm giác là ở gần người này mình bất an, cho nên nó bị ức chế như vậy. Thì mình cần phải tránh, đi tìm một cái không gian nó yên tĩnh hơn. Mình hãy đi đến một cái không gian nào đó là ở một mình. Hoặc là trong một cái không gian nào đó mình bị áp lực, bị ức chế, giống như là trong một cái thiền đường có đông người và mình ngồi mình luôn luôn có cảm giác bất an, thì mình có thể đi ra một cái không gian tự nhiên, như đến dưới gốc cây hay là đến một cái ghế đá hay là đến một cái chỗ nào đó hoàn toàn thiên nhiên tự nhiên, một mình, hoặc ở trong một cái thất một mình, thì để cho mình thoát khỏi cái tâm lý ức chế bất an đó, thì nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Hiện tượng đó sinh ra từ cái tâm lý bất an mà thôi. Nên phải tìm, mình phải biết được nguyên nhân đó thì mình mới khắc phục được. Cho nên là cái cách tốt nhất là khi ngồi thiền mình để cho cái tâm lý tự nhiên nhất, thoải mái nhất, ngồi thiền giống như ngồi chơi thảnh thơi. Nếu như nó cứ như vậy thì mình thay đổi những cái pháp thiền khác, như là mình niệm về xác chết, để cho tâm nó quên những cái trạng thái bất an ấy đi. Niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Có thể là cái sự kinh cảm về cái xác chết bất tịnh đó, nó làm cho tâm mình quên cái trạng thái hiện tại đó đi, thì nó sẽ hết đi cái hiện tượng đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Trần trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con muốn học vi diệu pháp mà con chưa biết trong bảy bộ pháp tụ, phân tích, vị trí, vân vân, thì con nên học bộ nào trước, bộ nào sau ạ? Trình tự như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Mình học bộ nào trước cũng được hết. Giống như năm bộ kinh, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, mình học bộ nào trước cũng được hết. Kinh luật luận vậy, học bộ nào cũng được. Cứ mở ra mình đọc cái bộ nào cảm thấy dễ hiểu thì mình cứ học. Học bộ nào trước cũng tốt hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con thưa sư, con cũng mới bắt đầu tập hành thiền ạ. Con nhận thấy tham sân si khởi lên cũng nhiều nên con muốn giảm bớt sự chấp thủ của mình. Con xin sư cho con hỏi, con có thể niệm thân này không phải của ta trong lúc hành thiền được không ạ? Con xin chân sư ạ. Niệm thân này không phải của ta. Thì lúc đấy mình cần đối trị với một cái vọng tưởng nào đấy, hay là một cái phiền não nào đấy liên quan đến thân. Thì mình có thể niệm như vậy cũng được. Ví dụ như lúc mình ngồi mình thấy nó đau quá, thì mình có thể niệm là cái thân này không phải là ta, không phải của ta. Hoặc là lúc đấy nó có cái tham ái với cái thân nó khởi lên, thì mình có thể niệm như vậy thì mình đối trị nó, nhưng mà chỉ một thoáng một chốc, sau đó mình phải quay về với cái pháp của mình, chứ mình không nên đi nan man, không nên đi tưởng niệm quá xa với cái pháp của mình. Nên là mình có thể tác ý một chút xíu thì được, nhưng mình không được chú ở đó quá lâu, làm nạc cái đề của mình, tức là làm nạc cái pháp của mình đi là không có được. Nên là thỉnh thoảng vì đối trị với một số vọng tưởng thì mình có thể hơi tác ý như vậy thì được, nhưng không được thực hành thường xuyên như vậy, nó sinh ra phóng dật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Sư từng hướng dẫn con hành thiền tâm từ, hình dung ra một nhóm người và giải tâm từ. Vậy khi hình dung một nhóm người như thế, con có cần hình dung chi tiết khuôn mặt của từng người và nhóm người đó có cần là nhóm người mà con quen biết không ạ? Con xin yên sư ạ. Có thể hướng đến một nhóm người mà mình quen biết cũng được, mà không quen biết cũng được. Nếu như đó là những người mình quen biết thì mình sẽ thấy những cái hình ảnh đó nó dễ hơn. Còn những người không quen biết thì nó khó thấy hình ảnh hơn. Còn cái việc mà mình thấy rõ hay không thì nó còn tùy tùy vào cái tưởng của mình. Có những người người ta vẫn thấy rõ được, nhưng cũng có người không thấy rõ được. Và
Thấy rõ được cũng tốt, mà không thấy rõ cũng không sao, vẫn hành thiền được. Nghĩa là mình cảm nhận được đó là một đám đông người thì vẫn được nha. Còn có thể là rõ, có thể không rõ, đều được hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tham Ma. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có người xấu nhưng họ luôn tỏ ra là người tốt, thì làm sao để mình biết được ạ? Có người xấu nhưng mà luôn tỏ ra là người tốt. Này thì cái này cũng cái này nó còn là tốt xấu ấy. Thì ví dụ như là có những cái người người ta tỏ ra là người tốt để người ta muốn 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 lừa dối người khác. Ví dụ như là có những cái người người ta muốn chủ động đi đi lừa người khác. Như là người ta chủ động người ta tiếp cận thì có thể là do cái người đấy sẽ luôn luôn có những cái nịnh bợ, mình có thể nhận biết được là nếu như một cái người nào đó hay có cái tính su nịnh một cái người nào đó một cách vô cớ, những người nào đến mà nịnh mình một cách vô cớ, mới chưa hơi quen biết thôi mà luôn luôn có những cái lời, ví dụ mình làm việc tốt, mình làm việc xấu mà người ta lại khen là ồ tốt quá. Mình tức là khen không thật lòng, luôn luôn mê hoặc người khác như vậy, hay là mình thấy người đó sống với ai người ta cũng luôn luôn nịnh bợ để lấy lòng người, mà người ta không có thẳng thắn, không có chân chánh, không đàng hoàng, thì có thể thông qua những cái hành vi như vậy mình sẽ nhận diện được có thể đây là một cái người xấu và người ta có cái ý đồ xấu. Đấy cũng là một cái cách nhận diện, hoặc là có những cái người người ta luôn luôn biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài, ví dụ khi trước mặt mọi người thì người ta luôn luôn thể hiện mình là người tốt, nhưng mà khi sau đó sống một mình, sống ở sau lưng thì người ta lại bộc lộ rõ cái bản chất là một cái người xấu ra. Thì cái này phải sống thân cận một thời gian dài. Ví dụ như là khi người ta sống với một người lạ thì người ta luôn luôn bộc lộ ra mình là người tốt, luôn luôn sống gọi là đạo đức giả. Nhưng một cái thời gian dài rồi người ta bộc lộ rõ cái bản thân của mình, tức là khi người ta không còn đề phòng nữa, người ta biết là mình đã sống với người này lâu ngày rồi, thân quen rồi, mình không đề phòng nữa, thì lúc đấy người ta sẽ bộc lộ rõ cái bản chất của người ta là người xấu ra. Thì đấy cái là cái cách mà mình nhận biết là như vậy. Còn tùy theo cái sự nhận xét, cái sự tỉnh giác, hay là tùy theo cái trí tuệ nhìn người của mỗi người khác nhau. Có những người người ta chỉ cần nhìn thoáng qua người ta cũng biết được người này người tốt hay người xấu, người ta có thể nhìn vào cái hình tướng, người ta có thể nhìn bằng cái sự tiếp xúc nói chuyện, nhưng mà cũng có người người ta phải quan sát từng những cái hành vi cử chỉ rất là lâu, rồi còn tùy thuộc vào cái người có trí thì mới nhận được cái người, mới biết được người trí người ngu. Còn đối với một cái người không có trí tuệ, là người không biết nhìn người, không biết cái hành tướng của con người, thì cái người đấy có sống bên người tốt họ cũng không biết đây là người tốt, họ sống với người xấu họ cũng không biết là người xấu, mà họ chỉ biết nhìn vào cái hình tướng bên ngoài thôi. Như như là người ta thể hiện ra tốt thì người ta nghĩ đấy, biết là người tốt, người ta thể hiện xấu người biết là người xấu, thì những người đấy sẽ luôn luôn bị lừa. Những người đấy có người rất là có những người vì cái trí tuệ kém không biết nhìn người thì cái người đấy sống đâu cũng bị lừa. Người ta dùng những cái lời ngọt ngào tán tỉnh nịnh bợ vài câu rồi người ta bảo làm gì cũng làm vậy. Đấy, đấy là cái sự yếu kém của một số người sẽ không biết nhận định và không đánh giá, không nhìn nhận được người khác thì sẽ bị những cái người xấu người ta lợi dụng, người ta lừa gạt như thế. Cũng có những người thì trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống, người ta đã từng gặp gỡ cả những người tốt, cả những người xấu, đã nhiều lần bị lừa, đã nhiều lần bị vấp ngã rồi, người ta kinh nghiệm ra, người ta rút ra kinh nghiệm, người ta biết à những người có biểu hiện như thế thì đó là người tốt, những người có biểu hiện như thế thì đó là người xấu. Còn có những người chưa trải qua kinh nghiệm đường đời thì người ta chưa nhận biết được. Vậy thì cái này nó thông qua rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái học thức của vị đó cũng khiến cho vị đó biết nhận định con người. Cái sự tu tập
nội tâm của vị đó, làm cho cái tâm nó có cái trực giác thâm sâu, vị đó nhìn nhận ra được con người và cái sự trải nghiệm về cuộc sống, đã từng tiếp xúc va chạm với nhiều môi trường, với nhiều con người khác nhau, và người đó sẽ nhận biết được con người, và đặc biệt là cái tánh linh, cái trí tuệ của người đó cảm nhận được con người. Cái này nó tùy từng người, mình không thể nói rõ ràng chính xác được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Ma, câu hỏi thứ hai ạ. Con thưa sư, một người có tâm tốt nhưng lại hay làm những việc có hại do thiếu trí tuệ thì họ có tội hay có phước ạ? Một người có cái tâm tốt, có tâm tốt nhưng mà cái trí tuệ không sâu sắc, vậy ngu dốt cộng với nhiệt tình đấy thì mà làm việc gì cũng phá hoại ấy. Cái việc này thì cái vị đó có tâm tốt nhưng mà hay làm việc xấu à? Làm những việc có hại do thiếu trí tuệ ạ? Hay làm những cái việc có hại do thiếu trí tuệ. Cái này như là mình muốn làm lợi cho người khác nhưng lại vô tình làm hại người ta. Nếu như mà vị đó vô ý nhá, vị đó vô ý thì nó vẫn không có tội. Nếu như mà khi mà mình muốn giúp người đó, là thấy cái người đó ốm đau bệnh tật, mình muốn đưa thuốc cho người đó nhưng mà mình lại bốc nầm thuốc chẳng hạn, làm cho bệnh người ta càng nặng thêm, thì cái tâm tốt đó vẫn là tâm tốt, không thể, cái tâm đấy nó không tạo ra cái ác nghiệp được, nhưng mà những cái công đức của vị đó cũng không có nhiều, vì những cái việc làm đấy nó cũng không thành tựu được những cái công đức, vì những cái việc làm ấy nó không đem lại lợi ích cho người khác. Thì vị ấy nên phát triển cái trí tuệ của mình, tức là có những người như vậy thì phải nên diệt trừ cái tâm ngu si đấy của mình, phải nên phát triển cái trí tuệ của mình. Đôi khi vì cái sự ngu dốt, vì nó cũng là một cái nghiệp bất thiện, đôi khi vị đấy cũng sẽ tạo ra tội lỗi từ cái sự ngu dốt đó, cũng rất dễ, cái sự ngu dốt hay là cái tâm phóng dật đó, cái tâm hời hợt, không có trí tuệ sâu sắc đó, đôi khi nó cũng sẽ tạo ra tội. Nhưng mà vị đó không có cố tình thì nó cũng không tạo ra nghiệp bất thiện nhé. Nếu như mà cái nghiệp bất thiện nó chỉ tạo ra khi vị đó khởi lên một cái tâm bất thiện, cố ý làm một cái việc bất thiện thì mới tạo ra nghiệp bất thiện được. Còn như vị đó không cố ý tạo việc bất thiện thì là do sơ suất thôi, thì cái đấy nó chỉ là những cái sự thiếu sót, thì cái vị đấy nên khi rút ra những kinh nghiệm, khi làm việc gì mình thận trọng hơn để tránh những cái sai sót thôi. Còn mình nên để tu tập để phát triển cái trí tuệ cao lên, để tránh lặp lại những cái sự tai hại như vậy nữa. Dạ sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng trong buổi phần chính pháp hôm nay ạ. Bạch sư, một người không biết tu tập, khi gặp sự cố về công việc hoặc tình cảm, họ thường có tâm lý chán đời, và người tu đạo cũng nhàm chán cõi đời, thì hai người ấy có gì giống nhau hay khác nhau không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Hai cái trạng thái này nó cùng là chán, nhưng nó khác nhau tuyệt đối, khác nhau hoàn toàn. Và một cái chán là cái chán của tâm ngu si, và một cái chán là cái chán của phiền não. Đó là cái chán đời của cái người đời. Người đời, người ta không đạt được những cái điều mong cầu thì người ta sẽ chán đời. Đấy là cái sự bất mãn, cầu bất đắc khổ. Cái sự chán đấy là phiền não, cái chán đấy là khổ đau, cái chán đấy là những cái nhân sinh ra những cái bất thiện. Cái chán đấy là cái nghiệp bất thiện, là cái tâm bất thiện. Đấy là cái chán của người đời đó. Còn người tu đạo khi thấy ra các sự thật, mọi thứ nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên vị đấy ni tham. Và cái ni tham này Đức Phật cũng gọi là chán, nhàm chán cõi đời. Như là vị đấy không còn tham ái đối với những cái cảnh trần ở bên ngoài, đối với sắc tài, danh lợi, địa vị, cái tài sản, cái được mất hơn thua, khen chê yêu ghét đời, là vị đấy chán. Chán ở đây là cái tâm, cái trí tuệ nó sinh ra cái nhàm chán này. Vậy một cái bậc mà cái người mà càng tu tập tiến bộ thì người ta càng nhàm chán cõi đời. Có những cái người tu
rồi lại ưa thích những cái danh vọng địa vị giống như người đời, thì đấy là cái sự thất bại của cái đường tu. Còn những cái đường tu nó thành tựu, nó sẽ làm cho vị đó nhàm chán cái những cái tham vọng ở cõi đời. Nhưng mà cái nhàm chán đó nó là những cái tâm cao thượng, là những cái tâm hiển thiện, là tâm giác ngộ, là trí giác ngộ, trí giải thoát. Còn cái chán đời của người đời đó là cái sự thất vọng, là cái sự chán trường, là cái sự bất mãn, là cái sự mà mình không đạt được những cái điều như ý muốn của mình. Thì cái chán đời đấy là cái chán đời phiền não, cái chán đấy gọi là khổ đau, cái chán đấy là gọi là bất hạnh, cái chán đấy là tăng trưởng thêm cái ngu si, tăng trưởng thêm cái tham sân si, tăng trưởng thêm phiền não, tăng trưởng thêm ác nghiệp. Và cái chán đấy là đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ, đi đến súc sinh, cái chán đấy là đi xuống. Còn cái chán đời là cái nhàm chán ni tham, là đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau. Vậy cũng là hai cái chán, nhưng mà một cái chán là đi đến sa đọa và một cái chán là đi đến giải thoát, khác nhau hoàn toàn, chứ hai cái chán này không giống nhau. Dạ thưa sư, đã hết các câu hỏi ngày hôm nay rồi ạ. Nên mọi người hồi hướng. Dạ. Idam me punyam asavakadam vaham hotu. Idam me punyam nibbana sa pajajo mama punya bhagam sapasatthanam pacemi tesabe metamam punyabhagam napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.